Nói nhiều thứ tiếng có khó, khó không? Hôm nay mình sẽ chia sẻ bí kíp để nói trôi chảy nhiều ngoại ngữ và giữ vững được cái trình độ này lâu dài dựa trên chính cái kinh nghiệm của bản thân mình. Mình thì sinh ra tại Việt Nam và học thì chưa hết cấp 1 đã theo bố mẹ qua Ba Lan sinh sống và tại nơi đây, tại Warszawa thì mình đã được tiếp xúc với hai nền văn hóa song song ban đầu khá là bỡ ngỡ và luôn cảm thấy nản lòng trong việc học tiếng này bởi vì tiếng Ba Lan rất là khác biệt với tiếng Việt nó là một cái sự cản trở và một cái rào cản để mình có thể uh, có cái động lực học và những cái buổi ban đầu mà mình học tiếng Ba Lan là những cái thời gian mà mình có thể nói rằng là khó nhất trong cái thời gian mà mình sống ở Ba Lan để có thể hòa nhập vào cái cộng đồng người Ba Lan cũng như là văn hóa ngôn ngữ của người bản địa. Mình đã được học qua nhiều thứ tiếng khác nhau như là tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc và cả tiếng Hàn Quốc trong thời gian mình học trao đổi ở bên Hàn Quốc nữa. Mình đã thử nghiệm với nhiều thư tiếng khác nhau và mình thấy tiếng Ba Lan là có cái ngữ pháp phức tạp nhất khó nhất cho tới bây giờ thì mình vẫn còn hay nhầm lẫn ngữ pháp trong tiếng Ba Lan và mình đã được học uh, rất là nhiều năm rồi nhưng mà đối với mình ngữ pháp tiếng Ba Lan vẫn là khó nuốt nhất theo bản thân mình thấy thì theo bản thân mình thôi nhé là tiếng Anh là một trong những cái ngôn ngữ có thể nói là thân thiện very friendly dễ học nhất không quá lắt léo cầu kỳ trong ngữ pháp như là tiếng Ba Lan hay là phát âm khó hiểu như kiểu như là tiếng Việt ý, trong như là hay trong tiếng Trung cũng vậy không phải uốn éo lưỡi để luyện nói như là tiếng Pháp hay nghe như chuẩn bị ra lệnh như là trong tiếng Đức và bây giờ mình sẽ bắt đầu giới thiệu giới thiệu bằng tiếng Pháp nhé. Je m'appelle Huyền, je né au Vietnam, je grandis et vécu en Pologne depuis toujours. la langue me passionne et le français est ma langue préférée. J'adore la culture française. Sa musique, sa cuisine délicieuse, sa mode élégante et son style de vie unique. J'ai aussi de la famille en France, ce qui me motive encore plus à apprendre la langue. J'ai donc commencé à apprendre le français avec beaucoup d'enthousiasme dans l'espoir de pouvoir un jour m'exprimer couramment dans cette langue magnifique. 啊，b i s i thiệu b 大家好，我叫 h u 来自越南。我很喜欢学习中文，因为我知道中国是一个发展迅速的国家，拥有强大的经济实力。我学习中文已经很久了，但还不能很好的读写。 Vâng, tiếng Trung Quốc của nghe, của mình thì nghe nó kiểu như là có cái âm ngữ tiếng châu Âu ý thì mình đã ở châu Âu khá lâu rồi cho nên học tiếng Trung Quốc cũng là một cái vấn nạn. I'm Huyen. I've been learning English for many years now. I studied English in college, and then had the opportunity to participate in exchange programs in South Korea and France. After graduation, I started working at a multinational company where I use English on a daily basis i'm always looking for ways to improve my english uh, so i read books, i watch movies with subtitles whenever i can and also without subtitles. i also try to speak english with my native, uh, with uh, some native speakers as much as possible, either online or when i travel abroad, when i meet someone outside my work. i'm a passionate and about language learning and i'm always eager to meet new people and learn about different cultures. Cześć wszystkim, nazywam się Huyen, jestem z Wietnamu. Polska jest moim drugim domem, ponieważ mieszkam tu od dziecka. Język polski stał się dla mnie językiem naturalnym, tak jak mój język ojczysty, czyli wietnamski. Moim sposobem na naukę języków owscy zawsze było mówienie, mówienie, nawet jeśli popełniam jakieś błędy gramatyczne lub językowe. Uważam, że najlepszym sposobem na doskonalenie się jest Praktyka i nie bać się popełniać błędów. Oprócz mówienia dużo czytam i piszę po polsku. Pomaga mi to w poszerzaniu słownictwa i gramatyki. Polska jest dla mnie fascynującym krajem z bogatą historią, kulturą, tradycją. Cieszę się, że mogę tu mieszkać i uczyć się języka polskiego. tại châu Âu và có đi du lịch trải nghiệm qua hơn khoảng 44 nước, học trao đổi tại Pháp, Hàn Quốc và làm việc một thời gian ngắn tại Thụy Điển thì đó là cái thời gian mà mình tích lũy cái kinh nghiệm. Và giờ đây mình cũng định cư tại Ba Lan làm việc trong môi trường đa quốc gia, có cơ hội tiếp xúc làm việc thường xuyên với nhiều người đến từ nhiều nước khác nhau. Mình không chỉ học được cách giao tiếp mà còn được nếm trải những cái văn hóa, phong tục, tập quán khác biệt. Mỗi nước có một cái niềm tự hào riêng, mỗi tiếng có một cái âm điệu, có một cái âm ngữ, có cái hay cũng có cái dở. Rất là riêng, rất là đặc trưng, sự đa dạng đó tạo nên một cái nền văn hóa phong phú trên thế giới khiến những người ham học hỏi như mình sẽ có cơ hội học và phát triển không ngừng. Học không ngừng nghỉ là cách mình nhìn về phía trước để trở thành một cái người giỏi hơn mỗi ngày cho dù là một phần trăm giống như trong cuốn sách mình mình giới thiệu trước đây đó là Atomic Habits, thói quen nguyên tử. Sau đây là những cái suy nghĩ và cách thức học tiếng của mình cũng như là những cái khó khăn, những cái trở ngại mình gặp phải khi học ngoại ngữ, học nhiều thứ tiếng và mình sẽ xin chia sẻ với các bạn. Và đó là những cái kinh nghiệm riêng bản thân mình và cũng có thể hợp với một số bạn mà cũng có thể là không. Thứ nhất đó là tận dụng tối đa môi trường đa ngôn ngữ, học tập làm việc trong một cái môi trường quốc tế giống như mình ý, việc học tập và làm việc ở nhiều quốc gia tiếp xúc với nhiều nền văn hóa đã giúp mình cải thiện đáng kể cái khả năng ngoại ngữ nếu bạn chưa có cơ hội tất nhiên là không phải ai cũng có cái cơ hội đấy nhưng bạn có thể tham gia làm tình nguyện tình nguyện viên này của các cái hội nghị quốc tế được tổ chức tổ chức tại nơi bạn làm việc tham gia các cái khóa đào tạo online offline miễn phí cũng như là có thể là trả tiền bởi đó là một cái khoản đầu tư để giúp bạn nâng cao cái trình độ ngoại ngữ và tạo cái cơ hội mở ra cho các bạn cái cánh cửa mới trong tương lai tìm bạn bè đồng nghiệp nổi tiếng nước ngoài đừng ngại giao tiếp với bất cứ ai cả là người nước ngoài cái nước mà bạn đang học chẳng hạn tham gia các cái nhóm học ngoại ngữ để trở thành một cái người giỏi hơn học hỏi lẫn nhau tham gia các cái group của mạng xã hội này Nếu bạn cảm thấy ngại lúc ban đầu thì bạn có thể không phải nói mà bạn có thể chia sẻ những cái bình luận Sau đó dần dần chuyển sang nói chuyện trực tiếp với những cái người trong nhóm mà bạn tham gia Tận dụng cơ hội trao đổi ngôn ngữ, các cái chương trình trao đổi sinh viên, trao đổi học sinh này, tình nguyện viên quốc tế này là cơ hội tuyệt vời để bạn hòa mình vào cái môi trường mới và cải thiện cái kỹ năng ngôn ngữ, các cái buổi họp mặt, event, sự kiện ca nhạc, hội thảo, phim, sách, tất cả những cái gì mà bạn yêu thích hoặc là gần gũi với cái môn học, khóa học, công việc mà bạn yêu thích ý, thì hãy cố gắng tìm hiểu và tham gia bằng cái ngôn ngữ mà bạn đang học. Mình đã bắt đầu bằng các cái buổi học trên mạng, sau đó là học mặt offline này tại quán cà phê hay là đi đâu đấy cùng một cái nhóm nói tiếng Anh hay tiếng Pháp. Sau đó bước tiếp theo là đi làm tình nguyện viên, tham gia các cái trao đổi học ở các trường học nước trong nước cũng như là nước ngoài và mình tìm mọi cách để tạo cho mình cái cơ hội tiếp xúc với ngôn ngữ nhiều nhất có thể. Thứ hai đó là học ngoại ngữ qua trải nghiệm thực tế như là xem phim, nghe nhạc không có phụ đề hoặc là lồng tiếng. Không có lồng tiếng, ý, bí kíp này đã được chứng minh hiệu quả ở các nước Bắc Âu. Bắt đầu bằng cái phụ đề tiếng Anh Sau đó thì có thể chuyển sang không phụ đề để thử thách bản thân Mình đã có cái thời gian mình sống ở Thụy Điển Mình rất ngạc nhiên về cái trình độ tiếng Anh của họ ở đây Bởi vì sao? Vì những cái người làm công việc rất là bình thường Như là dọn dẹp, lái xe buýt hay là soát vé Ai cũng tỏ ra là người nói tiếng Anh khá là giỏi Họ đủ cái trình độ để giao tiếp không có rào cản về ngôn ngữ như là khi mình xem pháp thì ở đây mọi người kiểu như đều né tránh sử dụng tiếng anh chả như là khi xem phim ở pháp ý, thì tất cả các cái chương trình trên tv đều có lồng tiếng hết ở ba lan cả cái quảng cáo nữa ở ba lan thì có một người thuyết minh now you might be wondering why we decided to make a tv show in english rather than create a version that's dubbed into french Shh, shut up it's because for me dubbing makes absolutely no sense at all to just dub everything because dubbing's evil even... number one the actors' mouths move completely independently to what they're saying for example if i say hello my mouth moves like this hello if i say bonjour my mouth moves like this Bonjour, but if I were to dub myself into French, it would look like this. Bonjour. It doesn't fucking work, right? Number two, there's just certain things that shouldn't be dubbed into another language. James Bond in French. Are you kidding me? James Bond is the quintessence of Britishness. You're <laughs> Chính vì lý do đó họ sẽ tập trung vào nghe tiếng Anh của người bản xứ để nâng trình độ nghe nhiều hơn là nhìn vào, tập trung vào cái phụ đề. Cách đó là một trong những cách cải tiến tiếng Anh tốt nhất, ngoại ngữ nói chung và nói chung là rất nhanh và hiệu quả. Đọc sách báo chuyện tranh bằng tiếng nước ngoài nữa, chọn những cái chủ đề mà bạn yêu thích để việc đọc trở nên thú vị, hấp dẫn, không nhàm chán. Đừng cố nhồi nhét những cái cuốn sách khoa học hay là uyên bác uh, là siêu sao gì đấy văn học cao siêu gì đấy sẽ khiến bạn bỏ cuộc ngay lập tức mình nghĩ thường đọc những cái sách báo có thể là sách điện tử có thể là ebook kiểu thế hoặc là blog mà mình yêu thích về chủ đề mà mình quan tâm chưa có cái đợt mà mình mua sách những cái sách mà văn học hay là sách kỹ thuật bằng tiếng anh tiếng pháp gì đấy về đọc mà mình không có chuyên môn ý, thì mình sẽ đọc không thể trôi được, mình liền vứt nó vào xó ngay lập tức Hoặc là bạn có thể là đi du lịch bụi này Homestay này, câu surfing này, đây là cách tuyệt vời để trải nghiệm văn hóa bản địa và giao tiếp với người bản xứ. Thay vào bạn đặt phòng khách sạn qua trang phổ biến như là Booking.com hay Agoda thì hoặc các cái chuỗi khách sạn khác, hãy thử tìm cách giao lưu với người bản xứ và kết nối với họ. Đây không phải là làm bạn với bất cứ ai cả, chỉ đơn giản là nhiều khi những cái homestay hay Airbnb hay đi bụi lại là cơ hội trải nghiệm đặc sắc có một không hai mình kể cho các bạn nghe nhé mình nhớ là đợt mình đi sang hy lạp ấy, thì mình đặt phòng sáng nào cái ông chủ cũng hỏi tụi mình là muốn ăn gì và phóng xe máy vù vù ra như ở việt nam mới đi mua đồ chuẩn bị bữa sáng cho nhà mình hay là nửa đêm canh ba tụi mình còn nhớ cái ông chủ nhà ở trên một cái đảo ở ischia ở ne neapol tại ý bắt taxi giúp mình để giúp bọn mình lên phà sang bên kia bờ biển để đón chuyến bay ông chủ cũng chẳng ngần ngại giúp vì trước đó là trong ngày thì bọn mình đã bắt chuyện hỏi thăm và xã, xã giao với ông chủ rồi cho nên ông chủ rất là nhiệt tình giúp đỡ còn đợt ở bên ấn độ làm tình nguyện viên ở một cái căn nhà trọ với mười mấy đứa con gái luôn mình thì nghĩ mọi việc ăn uống tụi mình sẽ phải lo hết vì đây không phải là dạng nhà nghỉ hay là khách sạn có phục vụ. Thế nhưng sáng nào cũng có một cô em hoặc là chị đến để dọn dẹp quét nhà, làm bữa sáng và làm bánh mì nan của Ấn Độ ngay tại nhà cho tụi mình. Và đấy cũng là cái cơ hội mà chúng mình có thể tiếp xúc với người bản xứ. Có thể những bữa ăn dân dã, không có sơn hào hải vị người phục vụ tận nơi tận tình như một vài khách sạn kiểu như room service mình thì đã từng đi cùng gia đình hay là nhân dịp công tác nào đó của công ty mình tổ chức ấy. thế nhưng đó là những cái trải nghiệm mình sẽ ghi nhớ trong lòng rất là lâu để sau này thì có dịp kể lại hoặc là viết blog cũng như làm video chia sẻ với các bạn như bây giờ tham gia các cái hoạt động ngoại khóa các cái câu lạc bộ tiếng Anh này hay là bất cứ cái tiếng nào mà bạn học hội thảo hay là workshop là nơi bạn có thể gặp gỡ những cái người có cùng đam mê có cùng chí hướng trao đổi kiến thức có thể là hội thảo về ngành nghề như chụp ảnh này, hay là du lịch này, sở thích hay là cái biện luận hùng biện kiểu dạng như Toastmaster hoặc là đơn giản là nghe ai đó kể về trải nghiệm du lịch của họ hoặc là bạn cũng có thể kể lại. Thứ ba là học ngoại ngữ mọi lúc mọi nơi. Thay đổi ngôn ngữ trên điện thoại của bạn, trên máy tính trên iPad của bạn. Điều này giúp bạn làm quen với cái từ vựng và giao diện tiếng nước ngoài hàng ngày, hàng giờ Dán nhãn đồ vật trong nhà bằng tiếng nước ngoài, dán bằng cái sticker đấy. Đây là cách học từ vựng hiệu quả và khá là thú vị. Bạn có thể áp dụng với cả con của bạn nữa Tự nói chuyện với bản thân Self-talk bằng tiếng nước ngoài Đừng ngại tự tạo ra những cái tình huống giao tiếp để luyện tập mình đã bị bắt gặp là lầm bẩm nhá Từ trong nhà mình cho tới ra ngoài đường ấy Không sao cả bạn ạ Nói chuyện một mình là điều rất là tự nhiên Trước mỗi một cái bài thuyết trình, presentation gì đấy Thì mình còn ghi âm này, audio, video này Đứng trước gương, tập diễn rất 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 là nhiều lần Mình nghĩ tập dượt trước sẽ giúp bạn tự tin hơn Rất là nhiều Bởi vì bạn có sự chuẩn bị thì bạn sẽ không kiểu stress hay là lo lắng Thứ tư đó là đầu tư thời gian và công sức của bạn đó là học mỗi ngày dù chỉ là 10, 15 phút bạn có thể có một cái tracker, quan trọng là duy trì thói quen học tập đều đặn. Có thể là mang theo bên mình một cuốn sách, một ebook, một cái audiobook, podcast xem thời sự, đọc tin tức, giải trí, nghe nhạc radio, đọc blog, hay là bất cứ cái gì đấy, podcast hay audio để bạn có thể nghe khi bạn lái xe đi máy bay, chờ đón ai đó, chờ đón con hay đi phương tiện công cộng, bất cứ nơi đâu. Đặt mục tiêu cụ thể và theo dõi tiến trình của bạn điều này giúp bạn có động lực và không bỏ cuộc giữa chừng. Chẳng hạn như là trong năm nay tôi phải đạt trình độ B1 của tiếng Pháp hoặc là tôi phải thi IELTS tiếng Anh để vào đại học chẳng hạn. Tìm phương pháp học phù hợp với bản thân có thể là học qua ứng dụng sách vở khóa học online hay là trung tâm ngoại ngữ. Ứng dụng có thể là như là Busu, Duolingo, Italki. Đây là một trong những cái chỉ số trình độ tiếng Anh trên thế giới. Đó là chỉ về English Proficiency Index trong năm 2023 thì tại Ba Lan đứng tiếng Anh, trình độ tiếng Anh đứng thứ 13 và Việt Nam đứng thứ 58 trình độ khá cao. Việt Nam có tiến bộ vượt bậc từ năm 2014 từ nói kém đến trình độ khá cao trong khi đó Ba Lan lại bị tụt xuống từ hạng thứ 6 xuống 13. Và các bạn lưu ý nhé, chỉ số EFEP là English Proficiency Index này đánh giá trình độ tiếng Anh của người không nói tiếng Anh, tức là không phải người bản xứ native speakers ở các quốc gia trên thế giới ngoài những cái bí kíp mình đã chia sẻ để học ngoại ngữ, như ở trên thì hiệu có thể là hiệu quả cũng có thể là không và nghi nhớ lâu dài thì bạn cần phải lưu ý những cái điều sau đây nữa, để tóm tắt nhất tâm lý và cái thái độ yêu thích, đam mê hãy tìm hiểu cái niềm vui trong việc học ngoại ngữ, khám phá văn hóa mới, đam mê sẽ là động lực mạnh mẽ nhất giúp bạn vượt qua những cái khó khăn những cái sự trì hoãn. Mình rất là yêu thích văn học, nghệ thuật của nước pháp chẳng hạn nên mình đã học tiếng pháp đối với mình là một ngôn ngữ rất là đẹp Trước khi mà mình học tiếng Trung ấy, thì mình thực sự nói với các bạn là mình rất là ghét nghe cái tiếng Trung xì xò, xì xò này, các âm ngữ khó nhận từ tiếng mà cả hơn tỷ người dùng trên thế giới. Nhưng mà đến nỗi mà mỗi khi xem phim tiếng Trung ấy, mình toàn vặn nhỏ, gâm thanh lại để khỏi phải nghe lời thoại của các, cái viên, các cái diễn viên nói tiếng Trung với nhau. Thì khoảng gần 10 năm trước thì đấy thì mình bắt đầu tìm hiểu để học tiếng Trung, ở ba, ba Lan ấy, tiếng này dần trở nên rất là thịnh hành và, và nhiều người biết đến hơn. Tại châu Âu như các bạn đã biết thì đa số ngoại ngữ mà tụi mình được học ở trong trường lớp ấy là những cái ngôn ngữ phổ biến châu khối liên minh châu Âu thôi. Ít khi lại có ai học tiếng châu Á ở trường cả. Tiếng Nhật chính là có thể là vẫn được ưa chuộng hơn tiếng Trung hoặc là bây giờ là tiếng Hàn Quốc chẳng hạn. Cho đến khi cái nền kinh tế bùng nổ, Trung Quốc là một trong những cái nước phát triển nhanh bậc nhất trên thế giới, mọi người lại đổ xô đi học tiếng Trung để có thể kiếm được việc làm này Trong đó có mình, từ lúc học cho đến nay thì mình tự dưng quay ngoắt 180 độ luôn Trở thành người cảm mến tiếng Trung kinh khủng luôn Giờ nghe phim này, nhạc này là cứ lầm bẩm theo Xem các cái phim thịnh hành của Trung Quốc ấy ờ, cứ gọi là bật volume hết cỡ Cố gắng nghe và nói theo Giờ thì tiếng Trung nghe rất là du dương Như là một cái bản nhạc êm dịu đối với mình Chứ không còn như lúc ban đầu Kiểu như nghe đấm vào tai <laughs> Tất cả đó là niềm đam mê Và cái yêu thích sẽ tự dẫn dắt chỉ đường cho bạn một khi mà bạn đã thích Tiếp theo đó là kiên trì và nhẫn nại Học ngoại ngữ là một cái quá trình lâu dài là một cái journey không thể nóng vội đừng nản lòng trước cái những cái sai lầm hãy coi đó là cơ hội để học hỏi tiến bộ học và học suốt cả đời cho dù bạn bỏ một tháng một năm thì mọi cố gắng của bạn có lẽ sẽ xuống sông xuống biển ngôn ngữ là phải áp dụng thực hành mọi lúc mọi nơi chảnh màng một chút thôi là bạn sẽ hối tiếc và có thể trì hoãn mãi mãi không biết làm cách nào có thể quay lại được cái thứ tiếng mà bạn đã học. Tự tin nữa, đừng ngại giao tiếp dù bạn chưa nói hoàn hảo. Sai lầm là điều không thể tránh khỏi được, mình nói tiếng Việt mình có nói sai, quan trọng là bạn dám nói và bạn dám sửa sai. Mình biết là nói thì dễ làm thì khó nhưng nếu không giao tiếp ngôn ngữ thì sẽ mãi là cái ngôn ngữ mà kém tính chủ động để có năng lực cho bạn phát huy và nói trôi chảy hơn bạn đừng sợ mắc lỗi nữa sai lầm là một cái phần tất yếu của quá trình học quan trọng là bạn học từ những cái sai lầm đó và tiếp tục tiến bộ tiếp tục sửa sai mình thường nói sai nói sai bét luôn đi từ ngữ pháp có những người sẽ sửa sai giúp mình có người sẽ thấy rất là mắc cười hoặc là cũng có thể là mất kiên nhẫn khó chịu bực mình khi mà nghe mình nói không rõ ràng mạch lạc không sao cả ai trong chúng ta cũng trải qua cái giai đoạn đấy như vậy thì khi mà đang học một cái ngôn ngữ nào đó khó nhắn thì bạn phải cố Cắng vượt qua cái thời gian đó Tiếp theo đó là phương pháp học của bạn nữa Lựa chọn được cái phương pháp phù hợp nhất với chính bản thân Mỗi người có một cái phong cách học khác nhau Hãy thử nghiệm nhiều phương pháp để tìm ra được cách học hiệu quả nhất cho bạn Chứ đừng cứ theo dập theo khuôn sách giáo khoa hay là theo mình hay theo bất cứ ai cả Bạn sẽ nản lòng rất là nhanh Học từ vựng theo ngữ cảnh Đừng chỉ học từ vựng kiểu đơn lẻ từng từ một ý Học từ vựng trong câu, này, trong đoạn văn, này trong bài hát này, để hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng của nó. Hãy học một câu sau đó tìm cách sử dụng nó như là nghe, đọc, nói kép từ đó vào đâu đó. Luyện tập bốn kỹ năng thường xuyên, nghe, nói, đọc, viết đều quan trọng như nhau. Hãy luyện tập đều đạn cả bốn kỹ năng để có thể phát triển toàn diện. Sử dụng công nghệ nữa, các cái ứng dụng học ngoại ngữ từ điển online, trang web, học tiếng là những cái công cụ hữu ích hỗ trợ bạn trong cái quá trình học này và cái thời đại 4.0 thì nó khác với cái thời hồi xưa của mình chỉ có mỗi cái từ điển thôi đúng không? Thứ tiếp theo là duy trì và phát triển sử dụng ngoại ngữ thường xuyên, đừng để kiến thức bị mai một, hãy tìm mọi cách, mọi nơi, mọi cơ hội để sử dụng ngoại ngữ, dù là nói chuyện với bạn bè, nói chuyện một mình, xem phim, đọc sách hay viết nhật ký hay là bình luận trên mạng hay có thể là học lại cùng con bạn từ những cái bước cơ bản nếu bạn chẳng mai quên chẳng hạn học thêm từ mới mỗi ngày, đừng bao giờ ngừng học hỏi các bạn ạ. Hãy đặt cái mục tiêu học một số từ mới mỗi ngày để có thể mở rộng cái vốn từ vựng. Khi mà bạn có từ vựng, vốn từ vựng nhất định thì bạn có thể nói được trôi chảy hơn. Thử thách bản thân nữa, đừng ngại thử sức với những cái bài đọc, bài nghe khó hơn trình độ của mình. Điều này giúp bạn phát triển và vượt qua cái giới hạn của bản thân. Bạn có thể tải về chương trình đọc các cái bài báo cho bạn trên cái browser cái trên cái phần duyệt uh, sẽ có phần play và bạn chỉ cần bật lên nghe và thay vào ngồi đọc Google Translate, ChatGPT, tất cả các ứng dụng AI đều rất là thông minh là những cái công cụ hữu hiệu, hiệu cho bạn học tiếng mọi lúc mọi nơi bạn có thể tập chat và nói chuyện với ChatGPT, Gemini của Google như là một người thầy, người bạn bất cứ một chủ đề nào mà bạn yêu thích, bất cứ nơi đợ, nơi đâu, bất cứ lúc nào mà bạn muốn. Tiếp theo đó là bí quyết ghi nhớ lâu dài. Ôn tập thường xuyên các bạn ạ, à. có công mài sắt, có ngày nên kim Hãy ôn lại những cái kiến thức đã học để củng cố cái trí nhớ của bạn Có những cái từ vựng hay ngữ pháp đã trôi vào lãng quên rồi Thì bạn phải ôn lại, bạn học từ hồi còn ở trên cái nhà trường chẳng hạn Bạn học lúc mà bạn thi mấy năm trước Bạn có thể ôn lại nếu cần hoặc là trau dồi lại kiến thức Lấp vào những cái lỗ hổng kiến thức Có những cái thứ mà trước kia mình học thường trong vô thức ý Kiểu như học vẹt này học chỉ để thi lấy điểm này để kiểu để, để pass thôi ấy. thì mình sẽ không nhớ được lâu cho đến khi mình học cho bản thân mình và tự tìm ra cái nguyên nhân là tại sao lại dùng cái từ như thế này cái ngữ pháp như thế này như thế kia trong những cái trường hợp nào trong cái bối cảnh nào thì nếu bạn tự tìm hiểu ý bạn sẽ thấy mọi thứ dễ hơn dễ nhớ hơn là do người khác bắt bạn phải làm bắt bạn phải học thì nó sẽ kiểu như là không có cái động lực ấy sử dụng phương pháp ghi nhớ hiệu quả nữa có rất là nhiều phương pháp trên uh, mạng internet có nhiều người chia sẻ có thể là flashcard có thể là sơ đồ tư duy mind mapping phương pháp lập lại ngắt quãng này viết ra nhiều lần hoặc là ghép từ cũng cũng là giúp bạn nhớ lâu hơn này kết nối kiến thức mới với kiến thức cũ nữa điều này giúp bạn hiểu sâu hơn và ghi nhớ lâu hơn tạo cảm xúc tích cực với cái ngôn ngữ nữa khi mà bạn có một cái cảm xúc tích cực cái học ngoại ngữ qua những câu chuyện này những cái bài hát bạn yêu thích những bộ phim bạn thích này audiobook viết nhật ký blog podcast storytelling tedx thì cái thì, thứ gì mà bạn thích ấy, sẽ giúp bạn ghi nhớ lâu hơn tìm hiểu về văn hóa học ngoại ngữ không chỉ là học từ vựng ngữ pháp đâu các bạn ạ. À. Hãy tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, các món ăn truyền thống, các cái phim ảnh, thời trang, nhạc, phong tục, tập quán của quốc gia sử dụng ngôn ngữ này thì có thể hiểu sâu hơn về ngôn ngữ và con người. Giống như nhiều người thích nghe K-pop để bắt đầu tìm hiểu văn hóa của Hàn Quốc chẳng hạn. Những cái điều khó khăn mình gặp khi biết nhiều ngôn ngữ là gì? Tất nhiên là cái việc học nhiều ngôn ngữ cũng mang đến rất là nhiều cái lợi ích và cũng kèm theo đó là những khó khăn nhất định nữa mình thường xuyên nhầm lẫn các cái ngôn ngữ có nguồn gốc giống nhau như là tiếng anh tiếng pháp là cùng nguồn gốc là latin đúng không tiếng ba lan nga ukraine hay là các tiếng từ gốc của người slavic nữa chẳng hạn như là trong tiếng anh là information thông tin đúng không trong tiếng pháp là information được viết rất là giống nhau nhưng lại đọc lại khác nhau ví dụ như Mleko trong tiếng ba lan hay là Moloko trong tiếng nga đều có nghĩa là sữa nhưng khi mà giao tiếp ấy, thì đôi khi mình lại dùng nhầm từ này từ này sang ngôn ngữ kia gọi chung là rất là lát léo <laughs> nhất là các cái từ tiếng pháp hay tiếng anh viết rất là giống nhau nhưng khi đọc lại hoàn toàn khác nhau uh... Từ pain là đau đớn trong tiếng Anh nhưng mà tiếng Pháp viết y hệt như thế lại là po phát âm khác và lại là có ý nghĩa khác là tức là bánh mì. Có thể đây là một điều tốt vì mình nhìn cái là hiểu ngay đúng không? Nhưng lại hay nhầm lẫn mỗi khi mà mình dùng và các cái từ vựng nếu mà khá giống nhau trong mỗi ngôn ngữ ấy, thì mình sẽ nghĩ lâu hơn này hoặc là hay quên một từ của ngôn ngữ này trong giây lát và phải nói đệm vào bằng ngôn ngữ khác và vì bất chợt mình không nhớ ra và mình sẽ kiểu như bị lúng túng trong cái câu câu thoại của mình. Để khắc phục cái tình trạng này thì mỗi khi mà chuẩn bị đi họp này, sự kiện này tiếp xúc với hội người bản xứ như người Ba Lan hoặc là nói ngôn ngữ, nhất định thì mình phải chuẩn bị trước. Mình sẽ đọc này, mình nghe này, mình nghe trước ở nhà để để cho bộ não của mình có thể có thể tải thông tin này cập nhật nhanh hơn trước khi mình đi gặp cái người ba lan hay người việt nam và người Việt hay bất cứ người nước nào khác nữa đi Nếu không có sự chuẩn bị trước ý, thì mình hay bị xáo trộn ngôn ngữ và quên mất từ mỗi khi mà mình phải giao tiếp Người học nhiều tiếng sẽ phải mất rất là nhiều thời gian, có thể nhiều thời gian hơn Khi phải liên tục trau dồi kiến thức, liên tục lập đi lập lại, cập nhật thông tin, đọc nghe, nói liên tục mọi thứ tiếng mà họ biết Nếu không thì cái thứ tiếng mà không được sử dụng thường xuyên hoặc là bị bỏ quên ấy sẽ bị chôn vùi vào quên lãng, bộ não của bạn sẽ ưu tiên cái ngôn ngữ mà được giao tiếp nhiều hơn, được sử dụng nhiều hơn. Học không ngừng nghỉ là cách mình nhìn về phía trước và để có thể phát triển bản thân trở thành một cái người giỏi hơn mỗi ngày. Cho dù là một phần trăm mình cứ nhắc đi nhắc lại cái điều này và một vài lời khuyên nhé, đó là đừng so sánh bản thân với người khác các bạn ạ. Mỗi người có một cái tốc độ học và khả năng tiếp thu khác nhau mình có thể lấy cái inspiration từ người khác nhưng mà mình nên tập trung vào bản thân và cố gắng hết mình tận hưởng cái quá trình học Học ngoại ngữ không chỉ là một cái mục tiêu mà là còn một cuộc hành trình thú vị. Hãy tận hưởng cái quá trình khám phá ngôn ngữ và văn hóa mới. Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục ngoại ngữ và hãy chia sẻ với mình cũng như là những người theo dõi Tulip Simple những cái bí kíp học ngoại ngữ và những cái khó khăn chắc trở mà bạn gặp khi phải học một thứ tiếng mới. Hẹn gặp lại các bạn nhé.